Theo báo cáo lợi suất văn phòng toàn cầu do Saville phát hành, Hà Nội là thành phố dẫn đầu trên toàn thế giới về lợi suất văn phòng với mức 8,57%. Thành phố Hồ Chí Minh đã từng xếp hạng thứ 2 trong báo cáo kỳ trước đó, nhưng hiện tụt xuống ở vị trí thứ 4 với lợi suất thị trường ở mức 7,36%. Mức lợi suất cao cho thấy mức tương quan khá hấp dẫn của thu nhập từ việc cho thuê mặt bằng so với giá trị vốn hóa của tòa nhà văn phòng. Hiện tại, thị trường văn phòng ở Việt Nam đang thuộc về người bán vì nguồn cung văn phòng để bán đang hạn chế, dẫn đến việc nhà đầu tư cạnh tranh về giá mua dự án. Theo nhóm nghiên cứu toàn cầu của Saville, trong 5 năm qua, bất động sản là kênh đầu tư được ưa chuộng và văn phòng là phân khúc thu hút lượng vốn đầu tư lớn nhất, khoảng 340 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới từ nửa cuối năm 2017 đến nửa cuối năm 2018.